Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Ở clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẹo chơi trò quay thú iWin, tỷ lệ thắng tới 85%. Mẹo này không phải do mình nghĩ ra mà là đi tham khảo trên mạng về gói ghém gom ghém lại. Nếu mọi người thấy có ích cho mình xin một like nhá. Ok, bắt đầu luôn ạ. Với số lượng vốn gốc 3.600.000, để xem tôi sẽ đánh lên là bao nhiêu đây. Cầu này thì mình sẽ đánh 5 cửa, bỏ công. Còn tại sao bỏ thì lát cuối video hoặc là giữa video mình sẽ chia sẻ. Chứ bây giờ chia sẻ luôn nhà cái nhìn thấy nó lại feedback mất. Mất đi con đường làm ăn về bờ của mình, bố lại chết dở. Nó sẽ không có tác dụng khi về hai cửa x12 hay là hai con cá mập vàng hoặc là cá mập trắng. Còn những cái cửa còn lại tỷ lệ ăn rất là cao. Ok, ván đầu tiên nhá. X6 này ăn được lãi là 90 mấy hay 7 mấy nghìn nhỉ? Rơi vào 85 nghìn. Đây là trừ phế rồi. Vốn gốc các bạn có bao nhiêu, anh em sẽ rút ra 100%. Chẳng hạn đang là 3.700.000, rút ra đủ 3.700.000. Rồi, ván thứ hai. Từ từ tôi xem cầu đã. Ván này thì chúng ta sẽ bỏ chuột, đánh 5 cửa còn lại. Và nếu các bạn thua ấy, thì cái ván tiếp theo anh em đánh gấp thép lên, có nghĩa là đánh gấp đôi. Nó yêu cầu các bạn phải có một số lượng vốn cũng nhất định. Rồi, lại ăn ngọt nước. Rồi, lên được bao nhiêu nhỉ? 4 củ lụm nhẹ ngay, 4 triệu rồi. Đánh nhiều cầu thế này thì đương nhiên các bạn sẽ ăn ít đi. Nhưng bù lại là tỷ lệ ăn của các bạn nó sẽ là cao, khó chết. Ví dụ đi, ván này mình thua, turn sau mình sẽ đánh gấp đôi lên. Và lần này là mình bỏ con bồ câu nhá. Ai, bỏ này là không phải bỏ linh tinh đâu. Bỏ nó có tính toán, có kế hoạch đấy. Do tôi cũng xem video trên YouTube và mình về mình phân tích, mình đánh thử. Mình thấy ổn đấy. Đấy anh em thấy không? Ăn liên tục 3 ván liên tiếp rồi. Rồi, ván này thì mình sẽ bỏ. Ván này không chơi được. Ván này chơi thì tỷ lệ nó cũng hên xui. Trong khoảng thời gian đợi chờ này thì mình sẽ bốc vài cái lá bài. Bốc bé thôi. Bốc bài này đảm bảo thật luôn nhá. Anh em mà ăn chắc, ăn thấp, ăn ít ấy, kiểu đéo thì cũng lái. Bốc một lá thôi, ăn được nghỉ. Thế thôi, kiếm từng chút một. Bốc đúng một lá, ăn được nghỉ, tích tiểu thành đại. Hợp lý quá chứ còn gì. Sáng nay thì mình cũng về một pha toàn. Nhưng mà pha toàn đấy lúc đấy đánh có 20. 20 mỗi cửa. Mày đánh rơi vào là cũng 5 cửa. Toàn thì đéo được bao nhiêu. Lần này thì mình sẽ bỏ chim én. Cứ đánh vốn nhỏ thôi anh em nhá. Đừng có ham, đừng có nghĩ là đã ăn được tiền rồi các bạn đánh to lên. Các bạn đánh gấp 200 lên chẳng hạn, hoặc là 300. Chẳng may tôi đấy thua, tôi sau muốn gỡ lại cái ván thua đó, các bạn phải gấp đôi lên, gấp thép lên. Thì nó phải có trả một cái giá vô cùng đắt. Rồi, lần này thì nó sẽ về lại chuột. Ăn đi nhé các bạn nhá, liên tục luôn. Rồi, tiếp theo tôi sẽ bỏ công. Xem video này thì các bạn cũng hiểu qua về cách thức hoạt động của cái mẹo này rồi. Còn bạn nào chưa hiểu thì có thể nhắn tin với Facebook của mình nhá. Chứ bây giờ chia sẻ là cũng hơi khó. Để chặn mất con đường làm ăn của anh em thì cũng chết dở. Rồi, lộm này, trong khoảng thời gian này mà bốc vài lá. Chẳng may thua ở kia thì có ở đây nó gỡ. Ba thì chắc chắn sẽ phải trên rồi. Ăn non quá. Con này lại được cầu rồi, được khỉ. Êm ơi anh em, ổn phết nhở. Ván này thì mình sẽ là bỏ gấu trúc, đánh 3 cầu, 3 cầu chim và 2 cầu thú. Còn nếu các bạn muốn tăng thêm tỷ lệ ăn ấy, thì các bạn có thể đặt thêm cửa đây này, x2 này, hoặc một bên chim hoặc là một bên thú. Nhưng mà thôi, đã đánh 5 cửa như thế này rồi, nếu mà về thì cũng lãi ít rồi. Chẳng may đi đánh thêm x2 ở chim hoặc thú, nó chết cái, nó lại lỗ. Dù có về được một trong những 5 cửa này thì vẫn lỗ. Rồi, ván này thì nó về em x12 thì không làm gì, như mình đã bảo. Về x12 hoặc là x cá mập là coi như toang toác thôi. Rồi, bây giờ sẽ phải đánh gấp xếp lên này. Mình sẽ bỏ chim én, đánh 5 cửa này, đánh gấp đôi lên. Và cái mẹo này chỉ trúng được tới tầm 85% nha, không phải là tuyệt đối. Cái này thì tôi khuyên là anh em chơi thì các bạn ăn được khoảng tầm 5 ván thôi, các bạn thoát ra vào phòng khác. Sau đó các bạn lại nhìn cái mẹo đấy, thấy nó ổn, áp dụng thực tế, thấy nó chuẩn, thì khi đó anh em mới tiếp tục. Rồi, con này về bồ câu này. Đấy,
Đạch 1 triệu lụm về. Ok luôn, 4 triệu 6 rồi nha. Mình sẽ đánh lên 5 triệu. Cái mẹo này sẽ giúp cho các bạn một ngày các bạn non kiếm tầm 500 1 triệu thì quá điều bình thường. Ván này thì mình sẽ bỏ, ván này hơi khó tính toán. Còn tại sao tôi bỏ thì anh em nào thắc mắc ấy, có thể nhắn tin Facebook của mình sẽ hướng dẫn các bạn từ A đến Z. Còn đứng ở trên cương vị làm video này thì mình cũng không tiện nói. Ôi dồi ôi, bốc bài đen thế, mẹ bốc hay quả, chết bỏ mẹ nó luôn. Vâng, ván này nó vẫn về bồ câu, bệt bồ câu à? Cũng không sao. Ai, ván này thì mình sẽ bỏ công nhá. Bỏ công đánh 5 cửa. Bao gồm này, én này, bồ câu này, khỉ này. Nó mà về khỉ hoặc gấu là cũng thơm. Khỉ gấu dễ ướp tiền, trong khoảng thời gian đợi chờ thì tiện thể vào đây thôi. Gỡ gạc xíu. 6 điểm, 8 điểm ăn rồi, ăn non thôi. Non cho nó đỡ mất. 7 điểm cầu dưới đi. Ngon, tuyệt vời. Lụng chuối. Pha này nó về cá vàng thì chịu chết rồi. Mẹ cá vàng thì bó tay. Cá vàng thì bố lý thuyết bố mẹo nó cũng chịu thôi. Nếu mà biết mẹo nào mà ra cá vàng thì tôi đợi thật. Tôi ngồi đợi 2-3 tiếng tôi đập một phát 1 triệu cá vàng, ăn phát 100 triệu nghỉ. Thôi ván này thì lại phải bỏ rồi. Ván này không đánh được. Nếu mà đánh thì nó tỷ lệ ăn vào nó thấp hơn. Nên các bạn biết ăn ván nào, biết bỏ ván nào, biết dừng lại ván nào thì nó sẽ giúp anh em về bờ một cách hiệu quả. Rồi, cây 8 dưới, ăn tiền. Đó, ngồi bốc bài nhẹ nhàng. À, tên này chúng ta sẽ bỏ bồ câu. Vừa rồi mình thua đúng không? Nên phát này sẽ phải đánh sấp đôi lên, gấp thép lên. Là 200 thì mới gỡ được cái ván thua vừa rồi. 200 bỏ bồ câu. Ra được em nào ta? Em gấu hay là em khỉ cũng ngon. Với cái đánh gấp thép này các bạn chơi tài xỉu hay là sóc đĩa thì cũng ok thôi. Còn cái mẹo tài xỉu sóc đĩa thì mình sẽ có một cái video khác. Tất cả mẹo này là mình cũng tham khảo anh em chia sẻ thôi nha, chứ không phải tôi nghĩ ra. Và tỷ lệ ăn nó chỉ được là cao hơn bình thường, các bạn đánh dựa trên may mắn một xíu. Vì cái mẹo nó cũng chỉ là hên xui mà, mẹo nó không phải là chắc chắn sẽ về. Rồi ván này ăn rồi này. Ván này thì mình sẽ bỏ chuột, lại đánh quay trở về thôi. Anh em ăn được khi đánh gấp thép. Cái turn sau, lượt sau đánh các bạn đánh trở về cái mốc giá trị ban đầu. Chẳng may thua thì còn gấp xếp lên, chứ mấy bố lại cứ tham lạ oảng. Ai, mình sẽ cố đẩy lên được 5 triệu nha. Ván này thua rồi. Ván này nó vẫn về chuột, về chuột. Khá khó tính. Cầu này, ván này đi. Vẫn bỏ chuột tiếp theo, ván này tiếp theo vẫn bỏ chuột tiếp. Mình sẽ cơ gấp đôi lên. Đừng về x12 là được nhá. Ôi, giờ lại bốc ấy nào. Bốc sổ số ngon. Gỡ được xíu. Dưới. Ui mẹ, nó về đôi 6 thì chịu chết. Phát này ăn này. Phát này nó về được cầu x8 anh à, x6 à. Chim én. Quay đi quẩn lại thì nó với chỉ lên được 4 triệu thôi. Thì cái mẹo này thì các bạn xem qua đấy, tỷ lệ thắng thì cũng khá là ổn áp. Anh em ăn tầm khoảng 3-4 ván xong các bạn ao ra. Các bạn đợi phòng khác sau đó các bạn vào. Nghi nó sẽ kiếm được tiền ngon hơn. Nhưng mà đây là đang làm video thì tôi cứ vứt đấy đi. Ui dồi ôi, cái gì nó mở ra được cái đấy nữa thì cũng đến chịu thật. Phát này lại ăn rồi. Phát này ăn về cây X6. Đó chính là én. Hai ván ăn rồi nhá. Ván này thì mình sẽ bỏ én. Đánh cửa này, 5 cửa này. Hai ván ăn rồi, tôi sẽ làm liên tiếp cho anh em xem là 4 5 ván ăn liên hoàn này. Én, đừng có nói lại về thêm con én phát nữa thì cười ỉa đấy. Không, ván này ăn rồi. Vẫn ăn. Vần này thì nó sẽ về chuột. Chưa cần quay tôi biết là về chuột. Anh em thấy không? Chuẩn không? Ai chà chà, hợp lý. Nếu mà các bạn xem qua cái này và xem qua đan xen với cái mini game thì các bạn sẽ đoán ra thôi. Còn đây chỉ là đoán nhá. À, chứ không phải là biết trước đâu. Biết trước thì đã giàu. Bởi vì khi cái thời gian này nó đếm ngược về không, các bạn bấm vào mini game, cái số lượng tiền các bạn này nó mà tăng lên thì có nghĩa các bạn ăn. Còn nếu mà nó giảm đi có nghĩa là các bạn thua. Đây ván này thì mình ăn này anh em thấy không, lên 4 mét 4.
cộng với từ 44 trừ đi 38 thì phát này vẫn ăn cầu x6 thì đương nhiên thôi, mình một về thỏ hai về én, thế nên là đoán thôi. Không nhớ bố lại bảo là tôi quay video trước sau đấy bình luận lại thì lại mất quan điểm quá. Ok, và clip này của mình cũng tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.